AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Aquabi. Và hôm nay thì Sói Bạc sẽ giới thiệu cho anh em một con game mobile dành cho những bạn yêu thích thể loại tiên hiệp. Con game này có tên gọi là Tu Chân Truyện Online. Đây là một con game nhập vai về đề tài tu tiên. Đó, mình biết là rất là nhiều anh em ở trong kênh của mình rất là thích cái thể loại truyện tiên hiệp, tu tiên các kiểu. Thì cái con Tu Chân Truyện Online này là một tựa game mà mình nghĩ là rất là phù hợp với anh em. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tựa game Tu Chân Truyện Online nhá. Con game này hiện tại thì đã có mặt ở trên nền tảng Android. Đấy, các bạn có thể lên trực tiếp Google Play để tải game này. Bạn nào mà không có máy Android thì có hoàn toàn có thể chơi bằng giả lập được nhá. Ở đây thì mình cũng chơi bằng giả lập thôi vì game nó rất là nhẹ. Các bạn có thể thấy là game này nó kiểu màn hình dọc và có dung lượng rất là nhẹ luôn. Đấy, anh em có thể cài vào trong máy chơi rất là thoải mái. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng nhau vào game nhé. Đây, mình sẽ vào một cái server tên gọi là Vô Cực. Ở đây thì mình thấy là game cũng đang có 4 server rồi. Con game này nó mới ra mắt thôi anh em nhá. Đấy, anh em có thể vào chơi luôn. Rồi, chúng ta sẽ vào game này. Nhìn qua thì mình thấy là con game này sẽ có một cái đồ họa 2D. Chúng ta sẽ có một con game đồ họa 2D nha anh em nhá. Đây rồi, đây là phần cốt truyện này. Hàng ngàn thế giới tiên phàm khác nhau. Mình thì Sói Bạc cũng là một người rất là thích đọc truyện tiên hiệp anh em ạ. Thế nên là mấy cái con game về tu tiên như này mình cũng khá là khoái bởi vì nó đơn giản và nhẹ nhàng nhưng mà nó vẫn thỏa mãn được cái niềm đam mê gọi là để tu tiên ấy. Rồi ở đây anh em sẽ tạo nhân vật nhá. Chúng ta sẽ có hai hình tượng nhân vật nam và nữ. Mình sẽ chọn nhân vật nữ đi. Đây. Cái game này sẽ có một cái đồ họa 2D vẽ theo kiểu phong cách nó hoạt hình một chút. Với con game này thì anh em sẽ phải đọc text khá là nhiều nha, bởi vì tiên hiệp mà. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn kiểu chọn là một món đồ nha. Đây, đi ra ngoài mình sẽ khoáng tài linh thạch đi. Ồ, cái này nó có cốt truyện luôn đấy. Lúc thanh niên quyết định rời nhà ra đi. À, như vậy là cái cốt truyện của cái con game này là mình là một vào vai nhân vật chính và mình quyết định rời bỏ nhà ra đi để đi tìm con đường tu luyện tu tiên. Ok, thì mình sẽ bây giờ nó bảo là khi mà mình ra đi mình sẽ mang theo trang sách võ học đi. Đây, cái ước mơ của bạn là gì khi mà tham gia tu tiên? Thì chúng ta có là tiêu dao trường sinh này, tỷ hữu thương sinh này, độc bá thiên hạ. Có lẽ là mình sẽ trường sinh đi, ai chẳng muốn trường sinh hả đấy anh em. Cái này là mình nhớ đến cái bộ truyện Nhân Niệm Vĩnh Hằng ấy, mình đọc bộ truyện đấy rồi. Đấy, nhân vật chính Bạch Tiểu Thuần. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ gia nhập này. Trên nhân gian có tiên ma yêu giới. Người hy vọng tương lai mình sẽ gia nhập. Chúng ta sẽ chọn ba phe này. Yêu giới, ma giới và tiên giới. Thôi mình muốn làm tiên mà, chúng ta sẽ chọn tiên đi. Rồi, chúng ta sẽ lên đường để thành tiên này. Cái lựa chọn ban đầu này cũng mình thấy là cũng sẽ khá quan trọng, ảnh hưởng đến cái chỉ số nhân vật đấy. Đây rồi, chúng ta đây giờ mới được vào là tên nhân vật này anh em này, Sói Bạc. Cái điểm đầu miền thiên mình thích của cái con game Tu Chân Truyện Online này đó là cái kiểu đồ họa nó vẽ theo kiểu manga Nhật ấy anh em. Nhìn rất là dễ nhìn luôn và khá là đẹp, rất là chi tiết vậy. Các bạn nhìn này. Cái vẽ nhân vật này rồi trang phục các thứ làm vẽ rất là chi tiết luôn, mặc dù là game 2D thôi. Nó chỉ làm 2D thôi anh em ạ, vì nó hướng đến là một cái game cấu hình nhẹ. Quan trọng là những cái tính năng tu tiên ấy anh em. Đây rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đây là giao diện chính của con Tu Chân Truyện Online này. Một cái giao diện trông rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có phần tu luyện này. Anh em có thể vào đây để tăng tu luyện. Đó, các bạn sẽ tăng tu luyện. Các bạn sẽ tích lũy tu vi. Đó. Nói đến tiên hiệp thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều tính năng và hết sức quen thuộc với bạn nào mà đọc truyện tiên hiệp nhiều. Đan dược này, công pháp này, linh căn. Thì ở đây mình thấy là game nó có hết luôn. Chuẩn tiên hiệp đấy. Chưa trải nghiệm nhiều nhưng mà ban đầu thì mình thấy là con game Tu Chân Truyện Online này nó được xây dựng hướng đến một cái con game chuẩn tiên hiệp, chuẩn tu tiên đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ nhá. Chúng ta sẽ đi làm những cái nhiệm vụ sơ nhập đầu tiên này. Đây, chúng ta sẽ có rất là nhiều vật phẩm. Hỗn đan nguyên sử dụng luôn. Đây. Ok, bây giờ mình sẽ đi chúng ta có tính năng du lịch này. Đấy, chúng ta sẽ đi đi qua rất là nhiều vùng đất khác nhau và chiến đấu. Anh em có tính năng bày trận ở đây nhá. Các bạn có thể cho
Ồ, cái này là cho cái gì ra trận đây? Tiên thuật, phương pháp đặc biệt trong truyền thuyết có thể nhận được một trong những số hoạt động đặc biệt. Du lịch này. Và đây này, chúng ta sẽ đi khiêu chiến. Sau khi bảy trận rồi chúng ta khiêu chiến, mình cũng chưa biết là chơi kiểu gì nhá. Thăm dò, còn phải đi thăm dò khám phá nữa. Đấy, cho nhân vật di chuyển khám phá. Ồ, cái này nó thiết kế map chiến đấu hay nhỉ. Tức là nó không phải vào mà phát nó đánh nhau luôn, mà nó còn kiểu dạng thăm dò khám phá nữa. Còn lối chơi kiểu gì đây? Chướng ngại vật gồm tảng đá và bia sẽ ngăn cản đường ngự kiếm. Trong đó những vật có vết nứt phía sau có thể va chạm nhiều lần trong quá trình chiến đấu, gặp cấm chế. Ui, cái này chiến đấu nó còn lằng nhằng lắm anh em ạ. Đây xem nào. Ôi, cái lối chơi này như kiểu bắn bi anh em ơi, kéo thả này. Ồ, hay nhở. Đấy, chúng ta sẽ kéo thả để tấn công kẻ địch. Ồ, hay chưa. Cái này khác nhá, khác rất là nhiều những con game kiểu tiên hiệp màn hình dọc khác mình đã từng chơi rồi. Con game này nó hấp dẫn hơn, nó mới lạ hơn anh em ạ. Ở cái phần cơ chế chiến đấu này nó mới lạ hơn, tức là nó theo kiểu dạng bắn bi ý. Ồ, bây giờ chúng ta sẽ trong quá trình là du lịch thì sau khi mà đánh xong một ải thì anh em sẽ lựa chọn một trong hai cái kỹ năng để tăng cho kiếm linh nhá. Đấy, chúng ta sẽ khám phá. Tức là một cái ải ở game này thì nó sẽ một cái lối chơi game này nó sẽ gồm một cái bản đồ như này, và chúng ta sẽ đi khám phá, có thể là phải đi chiến đấu, có thể phải đi chỉ cần đi trả lời câu hỏi các thứ thôi. Ồ, rất là hay luôn. Được đấy, game này kiểu. Đấy, các bạn hãy chọn tỷ lệ cái này chọn thẳng lên luôn. Nghỉ ngơi, hồi phục 20% máu. Bây giờ đánh boss này. Rồi, giờ chúng ta vào đánh boss nhá. Như vậy, cơ chế chiến đấu của con Tu Chân Truyện Online này sẽ theo dạng bắn bi em nhá. Các bạn sẽ kéo thả. Đây, lượt chiến đấu của mình là mình sẽ kéo thả. Chúng ta sẽ bắn bi và sẽ va chạm. Khi mà các bạn, cái kiếm linh của bạn ấy, nó va chạm với kẻ địch ấy, nó sẽ gây sát thương. Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhá. Con game này 2D thôi mà hiệu ứng hình ảnh rất là đẹp luôn anh em ạ. Đấy. Thực sự là rất là ấn tượng luôn với đồ họa của cái con game Tu Chân Truyện Online này. Mặc dù nó chỉ là một cái đồ họa 2D thôi, và game là game kiểu màn hình dọc. Đấy, kéo thả này, bắn làm sao nữa. Đấy. Nó sẽ nảy đi nảy lại anh em, gây sát thương cho boss. Hay chưa. Đấy, các con game, mình phải nói là nhá, các con game tiên hiệp khác ấy, màn hình dọc khác nhá, mình chỉ nói tiên hiệp màn hình dọc khác, nó chỉ là 2D rồi nhân vật nó treo auto đánh máy thôi, nhưng mà game này là kiểu kéo thả này là mình thứ hai này, ít ra là mới lạ ấy. Thần trí nhanh này, nhận thưởng nhanh. Lần này miễn phí. Ok, đây là thì game này cũng có tính năng treo máy anh em nhá. Đó, tính năng rảnh tay thì nhân vật nó sẽ tự động thu thập nguyên liệu đó, và các bạn sẽ có một cái là gọi là thu thập nhanh. Lần đầu thì sẽ miễn phí, lần sau thì sẽ tốn nguyên liệu. Rồi, chúng ta sẽ mở khóa tính năng mới này. Chúng ta có tính năng luyện khí. Tiên hiệp thì chắc chắn là sẽ không thể thiếu phần luyện đan dược rồi. Đấy, chúng ta, các bạn sẽ đi luyện đan dược này. Thu thập nguyên liệu, luyện đan dược. Đấy, và bắt đầu luyện chế. Đã là tiên hiệp thì sẽ không, sẽ có ngoài việc là tu luyện thì sẽ có phần luyện đan nhé. Bạn nào đọc truyện tiên hiệp nhiều đã biết rồi. Và game này thì nó sẽ có phần luyện đan dược luôn. Đấy, mình có thể luyện chế đan dược. Đây, ban đầu thì cứ đi làm nhiệm vụ thôi. Chúng ta sẽ đi nâng luyện khí. Tức là phần cảnh giới ấy. Cảnh giới ban đầu sẽ là phần luyện khí nhá. Rồi nó sẽ tăng tùy vào cái cốt, tùy vào từng cái câu chuyện mà nó sẽ có cái phần cấp tu luyện khác nhau. Nhưng mà thường là luyện khí này, trúc cơ này, nguyên anh, kết đan các thứ. Cái này thì nó là truyền thống của dòng game tiên hiệp rồi. Sơ sơ là thế. Nhận đan dược này. Đó, chế tạo đan dược. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tăng tu vi này. Rồi, ở phần chiến linh này các bạn hãy nâng cấp nhá. Đây, vũ khí của mình đây. Các bạn hãy nâng cấp chiến linh của mình lên này. Tăng lực chiến. Đấy. Cái chiến linh này nó sẽ chia ra là 5 loại: thiên, địa, phàm, âm và dương. Mình nghĩ là nó sẽ có cái kiểu là khắc chế lẫn nhau đấy. Và số lượng chiến linh này, cái này là cái gì nhỉ? Hình như là cái danh sách ấy. Đây,
xem có phần đồ giám. Đây phần đồ giám này anh em nha. Tổng cộng có 54 loại chiến linh khác nhau và phẩm cao nhất là phẩm đây, phẩm cam này anh em nhá. Đây phẩm cam cao nhất này, rồi đến phẩm tím. Rồi đến phẩm xanh dương. Không phải hơn đấy, 39 nữa này. Nhiều đấy, 54 cộng 39 là bao nhiêu? Nói chung là hơn 100 loại chiến linh đấy. Đúng rồi, mình đếm nhầm, tức là ở trên đó tiến độ mở khóa 1/39 này, 1/54, tức là game này rất là nhiều số lượng chiến linh các bạn có thể sưu tập. Sau này có minh hội là bang hội đó, phường thị chưa mở. Rồi ở đây mình sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp nhá. Nói chung là game này mình thấy đã chơi được đấy. Bạn nào mà thích kiểu dạng tu tiên tiên hiệp thì chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua được cái con game tu chân truyện online này. Lối chơi thì đơn giản thôi nhưng mà nó cũng có nhiều cái điểm nhấn. Ít ra là như vậy. Rồi mình sẽ tu luyện này, nó bắt bây giờ mình sẽ tu luyện lên luyện khí tầng 3. Chúng ta sẽ phải đi luyện đan. Bắt đầu luyện chế này. Đó, các bạn phải luyện chế đan dược để giúp các bạn tăng tu vi nhanh chóng. Cái này y hệt chuyện, nó chuyện cũng kiểu nhiều chuyện, nó cũng kiểu bắt anh ấy. À không phải bắt mà kiểu nhân vật ấy hên dã man, toàn nhận được đan dược rồi ăn một phát lên tu vi vèo vèo luôn. Đó. Đây sử dụng tu vi đan này. Ồ vẫn chưa lên tiếp được. Đây chúng ta đây phải ấn tiến giai này nó mới lên này. Ok. Đây lên luyện khí tầng 3 nhá. Tiếp tục lên luyện khí tầng 4 này. Cứ phải lên dần anh em ạ. Tech game này cũng khá là dễ nhìn. Game này thiết kế cái text, tức là cái phần hiển thị chữ ấy, nó cũng khá là dễ nhìn anh em nhá. Đây đạo trường này. Cái này là cái gì? Tiên diễn đường. À, có cả sư huynh các thứ. Trưởng lão. Việc bắt đầu phải công việc tạp dịch. Tức là các bạn đang gia nhập một cái môn phái tu tiên ấy, thì anh em sẽ phải chúng ta sẽ đi gặp các cái trưởng lão ở trong game. Đây có học công pháp này. Và các bạn này học công pháp. Nó còn chia ra các cái ngũ hành này. Đây hệ thống tu luyện ở trong con game này được rồi. Chúng ta sẽ có đầu tiên là luyện khí nhá. Như mình nói có trúc cơ này, kim đan, nguyên anh này. Anh em thấy nó đúng không? Bởi vì về cơ bản thì cái hệ thống cấp độ ở trong truyện tiên hiệp nó cũng na ná nhau mà anh em. Đấy, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, hóa thần, luyện hư, hợp đạo và cuối cùng là đại thừa. Đây là ở trong cái con game tu chân truyện online này nhá. Thì anh em có thể đây học các cái phần công pháp. Đây, đạo nhất môn, tức là mình sẽ vào cái môn phái là đạo nhất môn này. Đây chúng ta có tính năng công pháp nhá. Đây chúng ta sẽ có rất là nhiều công pháp. Ở đây là tiên thuật môn phái, linh quyết bí kỹ. Đây là phần công pháp này. Cái này chính ra phải tìm hiểu sẽ rất là nhiều đấy nhá, không phải đùa đâu. Tiếp tục lại đi làm nhiệm vụ này. Game chơi bánh cuốn phết. Cái này thì mình sẽ phải kiểu dành thời gian mình ngồi tìm hiểu ấy. Đồ họa này, mình nếu mà để mà nhận xét về game này ấy, thì đồ họa 2D nhìn thấy đẹp, kiểu theo phong cách là manga. Mình thích cái thiết kế này. Thứ hai là về lối chơi thì đầy đủ các tính năng của một con game tu tiên, tiên hiệp. Và quan trọng nhất là game này nó rất là nhẹ, các bạn này chơi rất là thoải mái, không kén cấu hình. Lại tiếp tục tu luyện nhá. Động thiên này. Lại cứ bắt đầu luyện chế đan dược. Đấy anh em bắt đầu cứ đi làm những cái nhiệm vụ này cho mình. Rồi chúng ta sẽ đi vượt ải tiếp này. Cái vượt ải ở game này cũng khá là hay. Nó là dạng bản đồ kiểu đi khám phá. Đấy các bạn thích thích chọn cái nào thì chọn. Được cộng công thêm 5% này. Đấy nó ngẫu nhiên hay xui thôi. Rồi lại vào chiến đấu. Sau khi va chạm một hỏa diễm, đạn sẽ được bắn theo mũi tên để gây sát thương. Tức là thỉnh thoảng có những cái vật phẩm hoặc là những cái búp ấy, nó xuất hiện trên bản đồ chiến đấu của bạn ấy. Các bạn khi mà các bạn di chuyển qua thì các bạn sẽ nhận được hiệu ứng. Đây, mình sẽ cố gắng là kéo qua cái phần hiệu ứng này nhá. Đó để nhận cái hỏa diễm. Đó anh em thấy không?
cố gắng là làm sao kéo thả căn góc làm sao như kiểu bắn bi ấy, bắn bia ấy. Anh em sẽ cố gắng căn thả làm sao mà để cố gắng là chạm được càng nhiều mục tiêu càng tốt nhá. Ôi rồi vướng rồi, thỉnh thoảng nó có sẽ vướng một số cái như kiểu là chướng ngại vật ấy. Cái này không có auto à, sau này có auto nhá. À, sẽ có auto đấy. Rồi lại vào chiến đấu. Game này sau này cũng sẽ có auto chiến đấu dành cho bạn nào kiểu được không muốn mỏi tay ấy. Đây có tự động này. Chúng ta sẽ phải lên trúc cơ thì mới mở được cái auto nhá. Nhưng mà sẽ có auto thôi. Chắc chắn rồi là phải có auto chứ, bởi vì là đôi khi anh em sẽ không muốn mỏi tay quá ấy, thì sẽ có auto là hợp lý rồi. Chúng ta sẽ có tính năng auto. Đấy, thì giúp anh em rảnh tay hơn. Rồi lại vào chiến đấu đen hết, kiểu nó ngẫu nhiên ấy, thỉnh thoảng lại phải vào chiến đấu. Trên được, tức là khi mà các bạn nào vào trong cái map đi ải này này thì sẽ không hồi máu cho khi đến khi đến boss nhá. Con đường bạn đi cho đến khi cái boss là máu sẽ không hồi lại đâu. Trừ khi anh em vượt qua cả cái màn chơi này thì mới được. Ồ, hiệu ứng đôi hình ảnh rất đẹp, mình thấy đẹp. Đẹp so với kiểu game 2D màn hình dọc thôi nhá. Chứ anh em đừng có kiểu là so sánh với kiểu game 3D các kiểu. Như mình thấy thế này là đẹp rồi, một con game về đề tài tu tiên màn hình dọc. Mình thấy là đẹp hơn rất là nhiều game rồi đấy. Hiệu ứng hình ảnh rất đẹp luôn. Rồi đến lượt của mình này. Thôi kéo thả thôi. Ui quả vừa rồi mình bắn hơi bị chuẩn đấy. Ôi cái này căn góc rất khó nha. Anh em sẽ phải căn góc rất là khéo. Rồi xong rồi. Đấy. Đỉnh dã man. Cái bạn nào muốn một cái lối chơi kiểu thực sự mới lạ thì cái con game tu chân truyện online này thực sự là rất là phù hợp với anh em luôn. Khá là bánh cuốn. Thực sự là mình thấy chơi bánh cuốn cực. Kiểu nó khác hẳn những cái con game tu tiên mình đã từng chơi ấy. Đây, đừng quên là phải nâng cấp nhá. Nâng cấp lên. Nâng cấp chiến linh của bạn lên thì mới khỏe được. À, nó nhắc nhở nhận thưởng này. Đây, nhận thưởng công việc nữa. Mình vừa làm nhiệm vụ học 5 sách công pháp. Rồi có cả phần bổng lộc luôn. Đây, các bạn về môn phái này. Đạo trường, truyền công sư huynh, học công pháp. Học hết luôn, học 5 công pháp luôn. Nhận đan dược này. Nhận thưởng. Đấy, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ có cả túi chữ vật này. Dùng luôn. Rồi lại đi tăng cấp tu luyện. Đó, game này thì anh em phải tu luyện rất nhiều. Sử dụng tăng đan dược để tăng tu luyện. À, nâng cấp điểm công pháp này. Mình cũng chưa rõ là ở đây mình có những cái công pháp thiên về hệ thủy về hệ kim nhưng mà chưa biết là nâng cấp nhà thôi, mình cứ nâng hết đi. Ở đây thì tùy vào là công pháp ấy, nó sẽ có tăng cái chỉ số như là sinh mệnh này, phòng ngự này, công kích này. Đó, tiên cơ. Thôi mình cứ tăng bừa đi. Thật ra cái game này để mà chơi gọi là chơi tử tế là phải ngồi tìm hiểu đấy. Trông đơn giản đấy thôi, nhưng mà nó rất là nhiều tính năng. Nhưng mà bạn nào ấy mà đọc truyện tiên hiệp rồi thì mình nghĩ là cũng sẽ dễ làm quen thôi. Bởi vì nó cũng lấy từ những cái truyện tiên hiệp ra các tính năng thôi. Đấy, nó sẽ vì con game này nó xây dựng dành cho những bạn nào mà yêu tiên hiệp mà, cho nên anh em có thể thoải mái trải nghiệm. Đấy, rất là dễ, thật ra mình thấy là cũng dễ hiểu thôi mà. Có tiếng Việt và chơi thì nó cũng hướng dẫn khá là kỹ càng. Ok, thì trên đây là những cái trải nghiệm nhanh của Sói Bạc về tựa game nhập vai tiên hiệp tu tiên có tên gọi là Tu Chân Truyện Online. Một con game mình đánh giá khá cao về mặt đồ họa cũng như là gameplay. Gameplay có sự mới lạ và có sự hấp dẫn. Đây là một con game rất phù hợp với bạn nào yêu thích truyện tiên hiệp, thích tu tiên
Thì đây là một con game mà anh em nên cài và chơi thử, biết đâu anh em sẽ rất là thích luôn. Mình thích nhá, còn không biết anh em thế nào, nhưng mà mình nghĩ là nếu anh em cứ thử tải game về chơi thử đi, biết đâu các bạn nghiện hơn mình ấy. Đấy, con game này thì hiện tại thì nó mới chỉ có mặt ở trên Android thôi. Đây cũng là cái một hạn chế nhỏ của game này. Đó, thì nếu bạn nào không máy Android thì chơi tạm bằng giả lập. Game này nó nhẹ mà, đây anh em có thể hoàn toàn chơi bằng giả lập rất là tốt. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc nhé. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh App Hobby. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.